Hola, ¿cómo estás? Espero que todo te vaya bien el día de hoy. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với bạn một phần ngữ pháp sau tiếp sau của cái phần bảng chữ cái tiếng Tây Ban Nha là phần giống đực và giống cái. Thì trong cái phần giống đực và giống cái cũng rất là đơn giản thôi. Trong tiếng Tây Ban Nha thì mình gọi là masculino y femenino, giống đực và giống cái. Đầu tiên thì mình sẽ nói qua là tại sao lại trong cái tiếng Tây Ban Nha phần giống đực giống cái này quan trọng như vậy, tại vì là lúc mà nói thì nó phải có cái sự kết hợp hài hòa giữa giống đực và giống cái, và cái mạo từ của giống đực và mạo từ của giống cái. Vậy nên là khi mà để mà nói được mà tự nhiên mà tốt tiếng Tây Ban Nha thì chắc chắn là các bạn sẽ phải học qua cái phần giống đực và giống cái của danh từ như bài hôm nay. Thì mình sẽ nói là việc xác định giống đực và giống cái của danh từ thì nếu như mà theo quy tắc thì nó rất là đơn giản. Ví dụ như giống đực thì cái đuôi của cái chữ thế là từ O kết thúc bằng O, còn nếu mà giống cái thì sẽ kết thúc bằng A. Ví dụ như là giống đực đó kết thúc bằng O như ví dụ chữ El libro, quyển sách, và El vino, một cái cốc rượu vang, và El teléfono, cái điện thoại, cái điện thoại. Và nếu như ví dụ của giống cái ấy, thì ví dụ như là La casa, ngôi nhà. Đấy, La puerta, cửa, một cái cánh cửa. Và la naranja, một quả cam. O la manzana, một quả táo. Thì nếu như theo quy tắc kết thúc O là giống đực, kết thúc A là giống cái, thì có lẽ là nó rất là đơn giản phải không? Nhưng mà thực ra thì nó còn có rất là nhiều trường hợp ngoại lệ nữa. Các bạn hãy xem mình theo dõi các trường hợp ngoại lệ tiếp theo nhé. Ví dụ như là trường hợp đầu tiên, tiếng Tây Ban Nha thì nó không chỉ kết thúc bằng đuôi O và đuôi A, mà nó còn kết thúc bằng những cái từ khác nữa, như là đuôi tris, đuôi es, đuôi dat, đuôi siêu, đuôi tut, đuôi umbre. Như vậy thì có nghĩa là nếu mà những cái đuôi đấy ấy, thì nó sẽ chỉ định là giống cái. Còn nếu những cái đuôi như là o, n, a, khề, hoặc là r, ông, l, ma thì nó sẽ là giống đực. Đây các bạn có thể nhìn rõ hơn ở đây nhé. Đấy, ví dụ mình sẽ lấy một số ví dụ này. Ví dụ như là giống giống cái này. Ví dụ như là kết thúc bằng đuôi tris như actrice, actrice, một cô diễn viên. La bondad, sự tốt bụng, sự tốt lành. La canción, một bài hát. La misión, một cái nhiệm vụ. La sesión, một cái phiên họp. La actitud, một cái thái độ của một người nào đấy. Là cumbre, một cái hội nghị cấp cao gì đấy. Là còn ví dụ như là trong giống đực nhé, những cái đuôi bằng kết thúc bằng O thì chắc chắn nó sẽ là giống đực, thì nó sẽ là giống đực, nhưng mà chưa chắc chắn là giống đực, bởi vì nó sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Và mình sẽ đến cái đuôi tiếp theo là thường thường nó sẽ là giống đực, đuôi N là en tren, chuyến tàu. En cinturón, một cái dây thắt lưng. Kết thúc bằng a khề là ví dụ như en viaje hoặc là en viaje, nó như thế nào cũng được nhé. En traje, en traje thì kết thúc bằng chữ r, nó như là en ordenador, một cái máy tính, máy vi tính này. En mirador là một cái chỗ mà mình để ngắm nhìn cái quang cảnh xung quanh ấy, thường là mirador để ngắm những cái trong khung cảnh ở những nơi mà có địa điểm du lịch nổi tiếng ấy, thì mình hay phải trèo lên những cái đỉnh núi hoặc là bãi biển gì đấy mà nó có những cái đỉnh núi mà có đường leo thang lên ấy. Thì trên đấy mình đứng ở trên đấy mình ngắm xuống thì cái chỗ đấy chính là cái El Mirador đó. Còn chữ kết thúc với chữ L ví dụ như là El Nivel đó, một cái cấp độ. El Programa, một cái chương trình gì đấy đó. Nói chung là nó cũng rất là đơn giản trong cái việc cũng không đến nỗi mà khó nhớ quá những cái này. Nhớ các bạn mà ghi lại vào một cái quyển sổ tay ấy, và các bạn xem đi xem lại hàng ngày, mỗi lần các bạn nói thấy cái từ đấy mà các bạn không nhớ nó là giống đực hay giống cái, thì các bạn hãy mở ra và các bạn hãy tra lại và các bạn hãy áp dụng vào thực tế luôn. Nhiều lần thực hành như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ nói được. Nhờ một cái trường hợp đặc biệt thế nhá. Ví dụ đây nhá. Ví dụ cái giống cái nhưng nó lại không kết thúc bằng cái đuôi A mà nó lại kết thúc bằng đuôi O. Vậy ví dụ một số cái này. Ví dụ nhá, la moto, một chiếc xe máy. La photo, cái ảnh, một bức ảnh.
Lamano, đây, Lamano bàn tay, đấy, lắm. Mình trước mình cũng rất hay nhớ đến cái từ, đặc biệt là cái từ Lamano là bàn tay. Mình không bao giờ mình quên cái từ này bởi vì là mình rất hay được nhiều người nhắc đến và như kiểu là nhắc mình ấy. Và từ tiếp theo là La Soprano, giọng nữ cao, La Radio, nói radio, radio tiếng Anh, La Radio. Đó, thì cái này là kết thúc bằng O nhưng lại là giống cái. Và cái trường hợp ngược lại là kết thúc bằng A nhưng lại là giống đực. Ví dụ en clima, thời tiết, en sofa, một cái ghế sofa ở nhà mình hay có, en mapa, en problema, một vấn đề, en poema, một bài thơ, en planeta, một cái hành tinh, en diploma, một cái bằng, một cái bằng cấp của mình ấy. En tema đó, một số cái này thì thay dùng thường xuyên và mình phải nhớ nhá, mình phải nhớ và mình thực hành, mình không bị nhầm lẫn nhá, tại vì không phải là cứ kết thúc bằng a thì nó là phải dùng la đấy, kết thúc bằng a thì nó lại là giống đực nên là phải dùng el. En và la thì nó là mạo từ, mạo từ thì nó sẽ chia theo giống đực giống cái và xác định không xác định và số ít hay số nhiều. Lúc đầu nghe thì nó cũng hơi phức tạp nên tí nữa mình sẽ nói qua qua về phần đấy cho các bạn cái hình ảnh để các bạn dễ hiểu hơn đấy vậy nhá. Và nó cũng có một số trường hợp tiếp này, ví dụ như là có những cái từ ấy thì dùng cho cả giống đực và giống cái, vậy nên là khi trong trường hợp mà nó là giống cái thì mình sẽ dùng cái mạo từ xác định của giống cái, còn nếu mà trong trường hợp nó là giống đực ấy, thì mình phải dùng cái mạo từ cho giống đực, ví dụ như là estudiante, sinh viên nhá, thì nếu như một cô gái, một cô sinh viên thì mình sẽ gọi là La estudiante. Còn nếu mà một cái bạn trai sinh viên thì mình sẽ gọi là el estudiante. Đó. Còn từ tiếp theo là cantante, ca sĩ. Ca sĩ thì ca sĩ nam, ca sĩ nữ. Ca sĩ nam thì là el cantante và ca sĩ nữ thì sẽ là la cantante. Và từ leader, leader cũng là như vậy. El leader, từ leader, leader, el leader. Đấy là một người lãnh đạo nam. Còn nếu mà người lãnh đạo nữ thì mình sẽ nói là la leader, một bà lãnh đạo. Từ artista thì cũng có nghệ sĩ nam, nghệ sĩ nữ. Nghệ sĩ nam thì sẽ là el artista và nghệ sĩ nữ sẽ là la artista. Dentista, nha sĩ, tương tự như vậy. Nếu mà bác nha sĩ là nam thì mình sẽ là El dentista, và nếu mà là nữ nha sĩ thì mình sẽ là la dentista. Thì các bạn, cái này thực ra thì nó cũng có một số trường hợp mình hay dùng thôi, mình cứ nhớ và mình ghi vào sổ tay và mình nhớ vào nhé, thì nó sẽ không có vấn đề gì sau này cho mình thực hành dần 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 dần, từng bước một đó. Nhưng đây này, một số cái này nó còn có trường hợp đặc biệt nữa là, ví dụ như là có một số danh từ nhá bắt đầu bằng nguyên âm a, thế nhưng mà khi mà dùng mạo từ xác định ấy, thì cứ số ít thì dùng là giống đực, là dùng el, el là giống đực. Còn nếu như mà số nhiều ấy, thì lại là giống cái, à, la đó. Ví dụ nhá, ví dụ là el agua, agua thì cái từ đầu của cái chữ agua là a thì nó phải là giống cái phải không? Thế nhưng mà nếu mà nó là số ít thì mình phải dùng cái mạo từ của giống đực là el agua, chứ mình không thể nói là la agua. Thế nhưng mà nếu mà cái từ agua mà dùng ở số nhiều ấy thì mình lại dùng số giống giống cái, sẽ là ví dụ như là las aguas cristalinas, nước kết tinh. Và ví dụ tiếp theo là cái từ águila, águila là con đại bàng, nhưng mà nó cũng từ águila cũng bắt đầu bằng chữ A phải không? Thì mình và nó kết thúc cũng bằng chữ A thì mình sẽ tưởng nó là giống cái, nhưng mà khi mà dùng ở số ít thì mình phải dùng nó là số đực, el águila. Đó. Còn nếu như mà nó dùng ở số nhiều ấy, thì mình phải dùng nó là giống cái, las águilas. Và một ví dụ nữa là en arte, arte thì nó bắt đầu bằng chữ A nhưng nó kết thúc bằng chữ E, thì mình không biết là giống đực hay giống cái, nhưng mà nó bắt đầu bằng chữ A thì khi mà dùng số ít thì mình vẫn dùng là giống đực, el arte. Mà nhưng mà khi mà mình dùng ở số nhiều ấy, thì nó lại là giống cái, las artes. Đó. Thì cái này nó cũng có thể là mình sẽ
khó khăn cho cái việc nhớ hết những cái vấn đề này. Nhưng mà mình biết và khi nào mà mình viết ấy, thì mình chú ý. Còn khi mà Văn nói thì có thể nhầm lẫn thì cũng không sao, người ta vẫn có thể hiểu được đấy. Nhưng mà các bạn vẫn nên biết tất cả các trường hợp để mà, bởi vì mình đang học tiếng Tây Ban Nha mà. El café, cà phê là cây cà phê. El lápiz, bút chì. El coche, xe hơi. El pie, bàn chân. El sol, mặt trời. El árbol là cây. El metal, mình phải nhấn mạnh vào chữ tal tại vì nó kết thúc một chữ L, thì mình sẽ làm el metal. Và el microondas, microondas, lò vi sóng. El país, país, quốc gia. El salón, salón, salón. El pie, bàn chân. Và một số cái từ bất quy tắc trong giống cái nhé. Ví dụ nè, la clase, lớp học. La carne, thịt. La gente, mọi người. La llave, chìa khóa. La leche, sữa. La suerte, may mắn. La crisis, khủng hoảng. La tesis, một cái giả thuyết. La sal, muối. Nhưng mà các bạn biết tại sao lại phải chia danh từ làm giống đực và giống cái không? Và số nhiều và số ít không? Tại vì khi mà biết được nó là giống đực hay giống cái thì mình mới có thể dùng cái mạo từ nhất định cho cái giống đực và giống cái đây. Vậy nha, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình và bấm nút like nhé.